ngày hôm sau. Alo, công an ơi, anh vui lòng tìm giúp em, cô bé Cương nhà em mất tích rồi. Anh vui lòng tìm giúp đi, bao nhiêu tiền cũng được mà. Alo, đã phát thanh hả? Dạ, chị vui lòng phát ngay giúp em với. Con gái em đã lạc mất 18 tiếng 20 phút 30 giây rồi chị. Dạ dạ, cảm ơn chị nhiều lắm. Phải gọi cho đài truyền hình ngay thôi. Alo, mẹ ơi. Ôi, con gái của mẹ, con đi đâu vậy? Hả? Con ở đâu từ hôm qua tới giờ? Con có sao không? Con bị ai bắt cóc vậy? Con có bị đánh không? Con không sao chứ? Không mẹ à, con không có bị đánh, Chúa Giêsu mới bị đánh. Con nói linh tinh gì vậy? Con làm Chúa buồn vì không nghe lời mẹ. Con trốn đi chơi, con sai rồi mẹ. Con xin lỗi mẹ. Con của mẹ, cũng tại mẹ bắt con học nhiều quá nên con mới như vậy. Mẹ xin lỗi con. Từ nay con không được đi như thế nữa nghe con. Dạ. Thôi được rồi, con có đói không? Mẹ nấu cơm cho con rồi đó. Con ăn rồi tắm rửa nghỉ ngơi nha. Dạ. Chúa ơi, Chúa có sao không? Ta không sao. Chúa bị đau lắm mà. Không sao, miễn là con bình an là ta khỏe rồi. Không có được, Chúa là bạn của con phải đi trả thù cho Chúa mới được. Thôi con à. Không, Chúa đừng có lo, con đã học võ mà. Chúa nhìn nè, hay, hay, hay. Được lắm, con múa võ thì rất đẹp, nhưng tha thứ mới là thứ võ mạnh nhất đó con ạ. Là sao hả Chúa? Tha thứ mới có sức mạnh để quật ngã kẻ thù của mình là ma quỷ, và có sức mạnh phục hồi những vết thương trong lòng của con và bạn nữa. Như thế con cũng vui mà bạn con mới có cơ hội quay về với ta. Vậy con phải làm sao? Con hãy đi đến xin lỗi các bạn con trước đi. Thôi, chúng nó bảo con hèn đó. Nhưng đối với ta, con là một anh hùng. Thật hả Chúa? Nghe lời ta, đứng lên nào. Dạ, con sẽ đi. Nhớ bảo vệ con đó nha. Ta luôn ở bên con. Con ra xin lỗi, nhưng mà tụi nó nói con bị điên rồi bu vào đánh con nè. Không sao con ạ, cha đang cùng con chịu đòn đây. Hãy đi một lần nữa đi con. Tại sao con phải giúp bạn con trở lại với ta chứ? Thôi được, một lần này nữa thôi nhé. Nếu chúng đánh con sẽ đánh lại chúng. Không, đừng. Như thế, hận thù chỉ để thêm thù hận thôi. Hãy tha thứ và đón nhận đau khổ. Thôi được rồi, vì Chúa đó.
Con à, không phải tha 3 lần đâu, mà 70 lần 7 cơ. Nghĩa là tha mãi mãi. Nhưng làm sao con làm được chứ? Có ta đây, con đừng sợ. Chỉ có cách đó chúng ta mới thắng được kẻ thù con ạ. Cố lên nào, nghe lời ta, hãy đi để tha thứ 1 lần nữa. 1 lần này nữa thôi nha. 1 lần này nữa thôi đó chú à. Con đi. Chú ơi, ngài đau rồi, con đau lắm. Ta đang chịu cùng con, và chúng ta sẽ có đủ sức mạnh để vượt qua. Hãy nhìn lên thập giá, ta cũng đau lắm, nhưng chúng ta sẽ chiến thắng. Mấy đứa, có chuyện gì đấy? Đánh nhau đúng không? Cái đám này phá rối trật tự công cộng phải không? À, con chào chú. Không đâu ạ, tụi con đang chơi trò đánh trịnh giả đó mà. Vui lắm, phải không các bạn? Thật không? Dạ, dạ thật. Sao con đầy máu thế kia? Đây, đây chỉ là siro thôi à. Thôi được rồi, làm chú cứ tưởng. Thôi, chơi vui nha. Chú đi đây. Dạ, chào chú. Chúng mày còn đứng đấy hả? Mau đưa cô bé đi bệnh viện mau. Tại sao lại phải đưa đi bệnh viện chứ? Bộ mày không thấy nó đã cứu mình một phen sao? Nếu không á, thì mày đã vào tù rồi đó. Thank you.
tội ta có cao biết mấy, nhưng tình Chúa vẫn cao hơn nhiều, luôn thừa sức san lấp lỗi tội ta. Tình thương Chúa mãi là như thế, không thể đong đo, không thể thấu dò. Xin nguyện tin thác nơi lòng xót thương của Ngài. Dù đời lên án loại chưa kết tội ta, dù người thân cũng quay lưng chối từ lánh xa, mặc dù tôi ta đang phải lãnh án tử, thì Chúa vẫn mãi một lời thứ tha. Dù tội ta có cao biết mấy, nhưng tình Chúa vẫn cao hơn nhiều, luôn thừa sức san lấp lỗi tội ta. Tình thương Chúa mãi là như thế, không thể đong đo, không thể thấu dò. Xin nguyện tin thác nơi lòng xót thương của Ngài. Lòng từ bi Chúa muôn đời chẳng đổi thay, ngàn đời Thiên Chúa vẫn luôn mãi tròn thứ tha. Ngài đầy kiên nhẫn để chờ ta hối cải, bởi Chúa là Chúa của lòng xót thương. Dù tội ta có cả biết mấy, nhưng tình Chúa vẫn cao hơn nhiều, luôn thừa sức san lấp lỗi tội ta. Mãi là như thế, không thể đong đo, không thể thấu dò. Xin nguyện tin thác nơi lòng xót thương của Ngài.